Kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 12 thì VN Index của chúng ta tăng rất là tốt. Một phần là chúng ta thấy là khối ngoại ở trong cái đợt nghỉ lễ thì họ đã giảm cái mức độ bán ròng rồi. Ngày hôm nay khối ngoại chỉ còn bán ròng khoảng 120 tỷ thôi các anh chị nhé. Về cái kịch bản của thị trường thì nó đang đi đúng theo cái hướng mà chúng ta đưa ra, đó là lõm xuống theo cái hình vòng cung rồi đó, sau đó là tăng ngược lên trở lại. Như vậy thì với cái kịch bản tăng ngược lên trở lại đang ở trong cái giai đoạn hiện tại này thì VN Index của chúng ta có kỳ vọng là test trở lại vùng 1120 cho đến vùng 1130 trong cái thời gian sắp tới. PVD, cổ phiếu hôm trước chúng ta mua thì ngày hôm nay trưởng, và mình khuyến nghị là các anh chị tiếp tục nắm giữ. Chúng ta sẽ có cái mức lợi nhuận tầm đâu đó khoảng từ 6 cho đến 9%, tức là cái ngưỡng mục tiêu định hướng là vùng 29 thì chúng ta sẽ bán ra đối với con BVD này. Thời gian này thì thị trường và dòng tiền của thị trường nó khá là chậm, do vậy thì các cái cổ phiếu chúng ta thấy là nó cũng di chuyển khá là yếu ở trong giai đoạn này. Ví dụ BVD chúng ta mua vùng 27, 273 đi thì nó cũng phải mất 3 phiên nó duy trì ở quanh cái vùng 27.9, 28 rồi ngày hôm nay nó mới có được một cái nhịp kéo. Tuy nhiên cái nhịp kéo này theo quan sát thì chúng ta thấy là cũng là kéo ở cuối phiên thôi, và VOL thì nhận xác là chưa đủ. Như vậy thì trong thời gian sắp tới khi nó đạt được cái lợi nhuận, cái mục tiêu 1 thì chúng ta sẽ chốt bớt và giữ lãi đối với mảng cổ phiếu BVD này. Tiếp theo các anh chị hãy cùng mình chúng ta theo dõi một số cái diễn biến ở trong room trong cái thời gian ngày hôm nay. Thứ nhất là mình có cái thông tin về cổ phiếu GAT, thì bạn hỏi là có tham gia mua được đối với mảng cổ phiếu GAT này hay không, thì chúng ta lấy cái chạc một tí đối với mảng cổ phiếu GAT các anh chị nhé. Tách về cái đồ thị thì mình thấy là GAT có cái xu hướng tăng, không có xấu các anh chị nhé. Tín hiệu như thế này thì không bị gãy kỹ thuật cũng như là không bị mất cái dòng tiền lớn. Do vậy thì xét về kỹ thuật và xét về dòng tiền thì mình thấy là GAT khá là ổn để các anh chị có thể canh mua. Thế thì cái vùng mua hợp lý thì nó sẽ nằm ở cái vùng 22.3 này cho đến khu vực vùng 22.9, tức là dưới giá 23 thì các anh chị có thể canh mua được. Khi đó thì cái mục tiêu mà mình định hướng cho cổ phiếu GAT này thì nó sẽ lướt lên tầm vùng 24. Như vậy thì với cái khoảng vùng mua như thế này thì chúng ta cũng chuyển giao dịch cổ phiếu GAT ở trong cái ngưỡng mục tiêu là ngắn hạn thôi các anh chị nhé. Như vậy thì các anh chị có thể tham gia được, canh những cái vùng giá thấp dưới 23, mua với mục tiêu 24, 24x cổ phiếu GAT trong thời gian sắp tới. Về một số cái định lượng ở phía bên dưới này thì các anh chị thấy là dòng tiền của GAT nó là cái dấu hiệu của dòng tiền lớn, thì nó đang tham gia gom ở cái mức độ là 20-25% các anh chị nhé. VOL thì ngày 2 phiên gần đây thì VOL khá là ổn rồi, nó nằm ở cái tầm 15-16 triệu cổ phiếu trong một phiên. Như vậy thì mình đánh giá là khá là ổn đối với mặt cổ phiếu GAT. B, tuần này để dòng B chúng ta có con BVD rồi các anh chị nhé. Mình quan sát hoạt động thì nó khá là tốt ấy, và kỳ vọng được 29-29x để chúng ta chốt lời luôn, đó là BVD. Anh Chính có hỏi về giá bán của mã cổ phiếu VTB. Thì mình có trả lời về việc mã cổ phiếu này đang tăng rất là tốt. Mình có trả lời ở đây là giá 55 thì có thể chốt lời 1/2 các anh chị nhé. Đây là cái kênh cản chéo của mã cổ phiếu VTB, cổ phiếu của công ty cổ phần bưu chính Viettel thì nó tăng 2 cây rồi, thì nó đang đạt giá là 54.8, thì cái vùng giá này lên tầm 55x thì chúng ta bán 1/2 chúng ta chốt lời, còn 1/2 giữ và chặn lãi theo cái ngưỡng đó là ngưỡng 53 các anh chị nhé, theo ngưỡng đó là ngưỡng 53. Còn này 2 phiên vừa rồi vốn vào rất là cao và dòng tiền lớn nó đẩy giá lên. Nếu như mà đánh theo cái ngưỡng như thế này thì mình thấy là mục tiêu tầm 60 được các anh chị nhé, mục tiêu tầm 60 được. Nghỉ lễ anh em vùng lên trang anh S nhiều mã này mua theo khuyến nghị của S vùng giá 44, tức là anh Chính anh đã mua cái mã cổ phiếu VTB ở cái giai đoạn mà chúng ta khuyến nghị đối với mã cổ phiếu VTB ở cái vùng 44 rồi các anh chị, 44 là cái vùng giá dưới này này các anh chị. Đây là cái tầm giá 44 đối với mã cổ phiếu VTB. Anh Chính anh còn nắm giữ đến thời điểm này, và theo khuyến nghị của mình là 55 chúng ta chốt 1/2 thì cái mức sinh lợi nó đã là 24%. Và các anh chị thấy như thế này thì các anh chị thấy là quá dễ. Tuy nhiên để mà nắm giữ được từ cái đoạn 44 đến cái đoạn này thì nó cũng rất là nhiều trong gai, đặc biệt là có một cái giai đoạn mà nó đánh rũ gãy MA20 rồi nó bung lên trở lại đối với VTB. Như vậy nếu như mà chúng ta không có cái chiến lược kịch bản rõ ràng thì cái việc nắm giữ một cái cổ phiếu trong cái thời gian nó tăng trưởng cũng là một cái điều rất là khó, chứ không phải là đơn giản để mà chúng ta đầu tư mà chúng ta có lợi nhuận như cái việc mà anh Chính đã làm anh chị nha. STB có đánh ngắn hạn được không? Đối với mà cổ phiếu nhóm ngân hàng thì STB cũng là một cái tên các anh chị có thể chú ý để đánh ngắn hạn được. Thế mình định hướng thì ở đoạn này á, chúng ta có một cái triền giảm, đúng không ạ? Cái triền xu hướng giảm đối với mã cổ phiếu STB, và khi mà nó rơi vào cái triền xu hướng giảm như thế này thì khiến cho cái dòng tiền vận động đối với mã cổ phiếu STB là mã cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đó các anh chị, nó được yếu thế hơn một tí. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị quan sát kỹ hơn một tí thì cái đoạn này nó đang có cái dấu hiệu phân kỳ, tức là có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn ngay tại vùng giá 26 này. Tức chúng ta thấy là 26 đang là một cái ngưỡng ngắn hạn, và trên cái biểu đồ kỹ thuật các anh chị tinh ý thì các anh chị nhìn là chúng ta có một cái dấu chấm màu xanh chỉ những cái mẫu hình nến đảo chiều khi mà nó có cái quá trình tạo đáy. Thì học vào phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn đây là cái mẫu hình nến mà giới kỹ thuật họ sẽ gọi là morning star, tức là dạng kiểu của mẫu hình nến sao mai. Sao mai là một cái mẫu hình nến cho chúng ta thấy có khả năng chấm dứt cái chuỗi giảm giá để quay trở lại chuỗi hướng tăng giá. Còn có kéo dài được chuỗi tăng hay không thì phải dựa vào tâm lý, phải dựa vào dòng tiền và vận động của dòng tiền thì chúng ta mới đánh giá tiếp được. Còn đây chúng ta vẫn đang định hướng là có một nhịp hồi phục ngắn hạn dựa vào dòng tiền, dựa vào các cái mô hình nến, các cái mẫu hình nến để chúng ta có thể đánh giá được cái hiện trạng này. Nó tương ứng với lại cái mẫu hình nến Morningstar đảo chiều của STB ở ngày 1 tháng 11 năm 2003. Thì khi đó cái mẫu hình nến này nó cho chúng ta một cái nhịp tăng lên, sau đó với cái biên độ tăng là khoảng từ 7 cho đến 9%. 7 cho đến 9%. Như vậy thì cái đoạn này STB cũng xuất hiện mẫu hình nến này, và nếu như biên độ tăng từ 7 đến 9% thì có khả năng là nó sẽ chạm trở lại vùng đỉnh cũ ngay tại vùng giá 28 cho đến vùng 28x, cũng là mục tiêu ngắn hạn T cộng để các anh chị có thể đánh ngắn đối với STB và cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Thằng có xin điểm mua về mã cổ phiếu FPT. FPT mã cổ phiếu của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Thì mã cổ phiếu này đang neo giá trên 100 rồi các anh chị. Còn mã cổ phiếu này là một trong những mã cổ phiếu mình thấy là rất là khỏe là khỏe từ cái giai đoạn tăng của nó này. Chúng ta thấy nó kéo dài xuyên suốt từ ít nhất là từ giữa tháng 5 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là cái chu kỳ tăng. Mặc dù trong quá trình tăng thì có những cái biến động, tuy nhiên thì nếu như mà xét về cái định hướng kỹ thuật thì con này chúng ta đã suy xét là nó có khả năng tăng lên đến vùng 100 rồi. Tại sao chúng ta khẳng định được điều này? Tức là anh chị có thể xem lại cái chat GPT định giá của chúng ta. Từ những cái lúc giá rất là thấp thì chúng ta đã định hướng con này đạt một giá 100 rồi. Không phải con này mà cái con mà chúng ta cũng định giá ở giai đoạn đó là con DGC và con FPT. Chúng ta đều định giá là nó có khả năng là đạt 100 dựa vào trí tuệ nhân tạo. Thì nó đọc những cái báo cáo tài chính và cái mức độ tăng trưởng, thì khi đó nó sẽ dùng các cái phép toán, các cái thuật toán về để nó tính cái lũy kế. Thì các cái thuật toán lũy kế như vậy thì nó sẽ ước lượng trong cái khoảng ít nhất là 3 cho đến 5 năm, tức là mức độ dài hạn đó, cái việc để nó đạt được cái giá trị thực của cổ phiếu hay không. Ví dụ như chúng ta xác định cái giá trị thực của FPT là 100.000, nó có thể đạt được đi, thì khi mà giá nó rẻ hơn 100.000 thì chúng ta hoàn toàn có thể gom mua. Thì khi đó chúng ta nắm giữ thì chúng ta gọi là phương pháp đầu tư giá trị dựa vào cái phương pháp ở đây là tính cái giá trị thực của cổ phiếu. Chúng ta có sử dụng công nghệ để chúng ta tính cái gì nha, FPT. Như vậy với câu hỏi này chúng ta ở cái vùng này thì mình thấy nó tích lũy tốt, như vậy thì chúng ta mua vẫn được. Tốt nhất là chúng ta chờ mua cái biên sát vùng 100 thì nó sẽ ít đỡ khi nó rung lắc của thị trường ấy. Thì chúng ta đỡ cái vấn đề ở đây là nó đỡ bị suy hao trong ngắn hạn, suy giảm trong ngắn hạn. Do vậy thì FPT nếu mua được thì vùng 100. Còn về định hướng mục tiêu thì các anh chị thấy ở đoạn này nó đang bóp cái dải Bollinger Band vào. Thì với cái mức độ dòng tiền lớn như thế này mà nó thoát ra khỏi cái band ấy, thì mình đánh giá là nó có khả năng nổ lên đến vùng 110 ha, FPT. Rồi chúng ta xem tiếp các cái câu hỏi ở phía bên dưới các anh chị nhé. Bạn có dùng 25% margin thì có chốt bớt hay không? Chốt bớt thì chúng ta có thể hạ những con đang yếu trong danh mục đi các anh chị nhé. Những con nào tăng thì cứ nắm giữ. Theo mình đoạn này những cái con tăng thì nó sẽ tiếp tục tăng tốt thôi. Ví dụ như con HAG của Hoàng Anh Gia Lai thì mặc dù nó cao nhưng nó vẫn còn tăng các anh chị. Rồi cũng Bình Minh này, ai nói nó cao là nó không tăng nữa đâu. Ví dụ cũng Bình Minh này, thì anh chị thấy là 4 cây liên tiếp là nó tăng rất là mạnh rồi. Dòng tiền nó vào, khi nó có cái dòng tiền lớn mà vol nó nổ, dòng tiền lớn nữa thì nó gọi là đồng thuận pha tăng và khối lượng và dòng tiền lớn, thì như vậy thì nó sẽ duy trì được cái mục tiêu tăng đó lâu dài hơn ha. Ví dụ đồng pha ở đoạn này mà về dòng tiền về nhịp tăng á, thì chúng ta có cái nhóm logistics, cái nhóm cảng biển, tức là chúng ta đều hiểu là cái tình hình một số cái vấn đề ở biển đỏ nó đang xảy ra thì khiến cho một số cái nhóm cảng biển thì nó đang có những cái lợi thế và nó tăng điểm tốt. Ví dụ như là con Gemadept, anh chị thấy ngày hôm nay nó tăng trần với cái vol tăng lên là 2,4 này, tức là nó cao gấp rưỡi so với cái giá trị trung bình mà Gemadept vận động trong cái thời gian gần đây. Đó, hoặc là con Vod nó cũng tăng rất là cao với cái biên là 6,31%, nó đạt vùng giá 11.8, có dòng tiền lớn vào. Rồi những cái con khác ví dụ như HAH cảng biển vận tải và xếp dở Hải An á, thì nó cũng đang tăng vượt đỉnh này, anh chị thấy không, nhìn đến chart này nó tăng vượt đỉnh. Rồi còn gì nữa, con VSC, con này cũng đang tăng. Đó, con này có cái kháng cự ở vùng 30, tuy nhiên đoạn này tích lũy mình cũng kỳ vọng con này vượt cái vùng 30 rất là nhiều ha, để nó định hướng lên đến cái vùng 32, 33 một tí đối với cổ phiếu này. Đó, ngoài ra thì thị trường ngày hôm nay tăng tốt. Thứ nhất là nhìn vào thì các anh chị thấy khối ngoại đang có cái có vẻ là như đang nghỉ lễ, do vậy thì khối ngoại thì đang giảm cái mức độ bán. Những cái phiên giao dịch trước cả tháng này thì khối ngoại cứ bán ròng 500 trên 500 tỷ, ngày hôm nay thì chỉ còn khoảng hơn 100 tỷ một tí thôi. Đồng thuận với việc đó thì các cổ phiếu trụ nó kéo, Vietcombank kéo tăng lên vùng 81.8, đang tạo lập một cái đáy ngắn hạn ở vùng 80.5. Tiếp theo đó là Masan cũng tăng tốt 5,4%. Masan thì đang có cái nền tích lũy mình thấy là khá là đẹp ha, 6 thì cũng 6, nền tích lũy khá là đẹp. À, chỉ thiếu vốn, thiếu dòng tiền lớn một tí thôi, chứ có này ở về mặt kỹ thuật thì như thế này là bền. BIDV nó cũng tiếp tục tăng, con này là con có thể đánh giá là mạnh nhất trong nhóm ngân hàng ở thời điểm này rồi. À, đó là con gì nữa, Gas tăng 2,4%, Vinhome bật tăng trở lại, VPBank, ngân hàng VPBank bật tăng, ngân hàng Công Thương Vietinbank, Hòa Phát, thì tăng, có Hòa Phát và Hòa Sang tăng này. Đó, do vậy thì giai đoạn sắp tới thì chú ý giúp mình là nhóm dầu PVD hoặc là BVS gì đó, có thể chú ý được nếu như các anh chị chưa có cổ phiếu ở trong cái danh mục trong cái giai đoạn này. Tiếp theo là để ý nhóm bán lẻ thì có những cái tên như là DGV, mình cũng rất thích đánh con này và đầu tư con này. Đó, còn nhiều cái tên nữa, nếu như các anh chị thấy là những cái nội dung nó phù hợp thì có thể liên hệ dựa vào số điện thoại, số Zalo, chuyển đổi ID để các anh chị vào room, trong room và đồng hành với nhóm chứng khoán Minh Phục trong quá trình các anh chị đầu tư các anh chị nhé.